Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình radio du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và khi mà các bạn quyết định đi du học, nhất là chọn chương trình thạc sĩ, thì các bạn cảm thấy khó khăn trong việc chọn trường, chọn ngành. Và hôm nay Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giới thiệu đến các bạn một số trường tại Singapore có đào tạo chương trình thạc sĩ và mức học phí cũng khá là phù hợp. Thì hầu hết các trường tại Singapore đều có chương trình đào tạo thạc sĩ, bao gồm các trường tư thục, công lập và các trường nước ngoài danh tiếng đặt tại Singapore, như là trường Đại học Curtin, Đại học James Cook hay là Kaplan Singapore. Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường này tại Việt Nam. Về Đại học Curtin thì đào tạo các ngành như là thạc sĩ thương mại quốc tế, thạc sĩ hậu cần logistics, thạc sĩ quản trị dự án, và thời gian học là 12 tháng. Trường Đại học James Cook có các chuyên ngành như là thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản lý nhân sự, thạc sĩ marketing, thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp, thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn, thạc sĩ công nghệ thông tin và thời gian học là 12 tháng. Thạc sĩ công nghệ thông tin chuyên sâu, thạc sĩ hai chuyên ngành tâm lý và quản trị kinh doanh, thạc sĩ hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin và thời gian học là 16 tháng. Riêng với ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin chuyên sâu thì thời gian học là 20 tháng. Về trường Kaplan thì có các chuyên ngành như sau: thạc sĩ quản trị, thạc sĩ tài chính, thời gian học 12 tháng; quản trị kinh doanh, thời gian học 16 tháng; thạc sĩ kinh tế và quản trị du lịch khách sạn, thạc sĩ kinh tế và quản lý tài chính, thạc sĩ kinh tế và quản trị marketing, thời gian học là 15 tháng. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc thì các bạn có thể gọi trực tiếp đến số hotline 0838 382080 để được tư vấn miễn phí về du học thạc sĩ tại Singapore. Và các bạn ở xa cũng có thể gửi trực tiếp hồ sơ về cho Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com để biết thêm chi tiết về du học Singapore.